Tuấn, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Hơn 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp xuất sắc. Thủ khoa đầu ra của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay là em Phạm Nguyễn Ngọc, sinh viên ngành quản trị kinh doanh với điểm tổng cộng là 3,94/4.0. Và ngày 25 tháng 4, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân năm 2021, và trong số 1.325 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 có 223 sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc, 571 sinh viên đạt loại giỏi và 491 sinh viên đạt loại khá. 31 thủ khoa các chuyên ngành đều đạt điểm tổng kết trên 3.6/4.0. Thủ khoa đầu ra của trường năm nay là em Phạm Nguyễn Minh Ngọc, sinh viên ngành quản trị kinh doanh xếp loại học tập xuất sắc. Nhắn nhủ tới các tân cử nhân, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, những sinh viên tốt nghiệp năm nay đã phải trải qua quãng thời gian đầy khó khăn vì đại dịch Covid-19. Các em phải tập làm quen với những buổi học online hay những lo âu khi tình hình kinh tế Việt có nhiều biến động. Vì Covid-19, một số lưu học sinh của nhà trường đã không thể có mặt ở đây hôm nay. Thầy cũng rất là chia sẻ và cảm thông với tất cả cử nhân, đặc biệt là tân cử nhân ngành du lịch và phải trải qua những lo lắng khi thị trường việc làm có nhiều biến động. Nhưng thầy tin các em sẽ là những nhân tố mới với trí tuệ và sức khỏe, sẽ biết cách vượt khó và tự tạo cho mình cơ hội để thành công hơn. Ngày mai các em sẽ rời xa mái trường này, các em sẽ không còn phải lo dậy sớm để kịp tiết học đầu tiên, không phải đứng chờ đợi trước cửa thang máy, không phải lo lắng đến những bài tập lớn cuối tuần, những kỳ thi hết môn hay là những buổi học online để chính thức bước chân vào một cuộc sống mới. Thầy mong các em hãy bước lên phía trước vững vàng, đối diện với tất cả để khẳng định bản thân và trở thành người dẫn dắt, định hướng cho nền kinh tế của đất nước. Phó giáo sư Phạm Hồng Trương nhắn nhủ tới các tân cử nhân mới. Và đó là thông tin ngày 26 tháng 4 năm 2021, một thông tin rất là vui. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi.